Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Sốc, được thế lực Hồng Nguyễn ra tay cứu vớt, quyết FLC liền có em gái mưa ôm hết tội thay. Chục nghìn tỷ của dân xem như mất trắng, nhóm thượng cấp ăn no bụng cũng lộ mặt. Thưa quý vị, như vậy vụ án kinh tế đầu tiên trong chuỗi sự kiện loạt đại gia bị bắt đã được đưa ra xét xử. Thật bất ngờ, dù là tội trạng rõ như ban ngày của Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán, ăn hàng chục nghìn tỷ của dân đã sáng tỏ nhưng bằng quyền lực và kho tiền không lâu của mình ông vua chứng khoán hồng dùng hình nhân đóng thế để ôm tội sau khi tướng tô lâm cho điều tra thật chi tiết và liên tục khám từng máy vi tính từng thùng tài liệu ở văn phòng flc đã phát hiện thêm ra công văn có đóng dấu tối mật của thế lực ngân khố nhà nước tới này, nhiều người mới nhận ra rõ sự thật vì sao mà vụ án đã được tạm giam điều tra kín ké và lâu dài như vậy quả thật là ông đại gia họ trịnh cũng thật cao tay khi sắp xếp từ thượng tân cho tới hạ cấp để làm lớp bảo vệ vững chắc như vậy cho nên thách thức lớn đã đặt ra trên vai của tướng tổ lâm liệu tổng trọng có mật thị lệnh khẩn đinh văn nơi về kết hợp phát tán thế lực họ nguyễn và đại án rau mơ dễ má flc hay không cùng làm rõ ngay sau đây là việc với công an cựu chủ tịch flc trịnh văn quyết ban đầu tỏ ra thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo em gái và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán tuy nhiên sau khi bị khởi tố bổ sung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ông quyết thay đổi lời khai không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho em gái là trịnh thị minh huế và những người khác đề nghị truy tố bị can trịnh văn quyết và các đồng phạm như báo cáo chính thống đưa tin ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc và một số đơn vị liên quan theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch flc trịnh văn quyết về các tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố ba bị can khác, bao gồm hai ông gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế và bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị tập đoàn FLC, cùng về hai tội danh đã nêu trên. Ông Nguyễn Thiện Phú, phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn lại 15 bị can khác bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định từ ngày 26 tháng 5 2017 đến ngày 10 tháng 1 2022, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch nhằm thao túng năm mã cổ phiếu. Nhờ đó, giá cổ phiếu FLC được đẩy từ 15.500 lên 24.050 đồng trên một cổ phiếu, tăng 64% giá trị. Qua đó, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thu lợi bất chính trên 723 tỷ đồng. Trong các năm 2014-2016, các cổ đông chỉ đóng góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng Faros. Tuy nhiên, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn hơn 3.102 tỷ đồng. Hành vi này đã làm tăng khống vốn sở hữu của công ty cổ phần xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán, từ đó chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Ông Trịnh Văn Quyết đổ tội cho em gái. Theo báo Lao động, quá trình làm việc với công an, bị can Trịnh Văn Quyết ban đầu tỏ ra thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo em gái và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Quyết thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhà chức trách cáo buộc bị can Trịnh Văn Quyết đổ lỗi cho Trịnh Thị Minh Huế và những người khác dù vậy căn cứ theo kết quả điều tra cơ quan công an xác định hành vi của trịnh văn quyết đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu và là người thực hiện tội phạm cơ quan chức năng cũng cáo buộc bị can trịnh văn quyết đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt thu lợi bất chính đặc biệt lớn gây thiệt hại cho nhà đầu tư ông quyết đã lôi kéo tác động những người thân trong gia đình bạn bè thực hiện hành vi phạm tội mặc dù chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã rõ nhưng bị can vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình đổ lỗi cho em gái và người khác thực hiện hành vi do đó cơ quan điều tra đề nghị phải xử lý bị can trịnh văn quyết bằng bản án nghiêm khắc trước pháp luật nhằm giáo dục gian đe phòng ngừa chung bị can trịnh thị minh huế em gái ông quyết cũng bị cáo buộc là kế toán tổng hợp của flc giúp anh trai mình thao túng chứng khoán và lừa đảo tuy vậy bị can huế một mực cho rằng bản thân tự thực hiện hành vi phạm tội không phải thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của anh trai cơ quan điều tra nhận định bị can huế không thành khẩn đồng thời đề nghị xử lý bằng một bản án nghiêm khắc Chấn động hơn là vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán khi khám văn phòng FLC, công an đã phát hiện ra công văn đóng dấu tối mật của ngân hàng nhà nước. Khi điều tra việc Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán, cảnh sát khám văn phòng công ty cổ phần tập đoàn FLC và phát hiện email chứa bản hành công văn đóng dấu tối mật. Nội dung nêu tại kết luận ban hành ngày 28 tháng 10 của cơ quan điều tra Bộ Công an về vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty chứng khoán BOS, công ty xây dựng Pharos. Quá trình điều tra vụ án, ngày 29 tháng 3 năm 2022, cảnh sát khám xét tại phòng công nghệ thông tin, văn phòng công ty tập đoàn FLC và phát hiện email của Trịnh Thị Minh Huế có hình ảnh công văn đóng dấu tối mật. Công văn này của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành tháng 6 năm 2020 gửi tổng giám đốc của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc cung cấp thông tin doanh nghiệp kèm theo danh sách 6 doanh nghiệp và 5 cá nhân đại diện pháp luật. Phía cơ quan điều tra sau đó trưng cầu giám định nội dung thông tin trong công văn nói trên, xem có phải là tài liệu bí mật của nhà nước tại thời điểm ban hành không và nếu có, nó thuộc độ mật nào. Trần tình của cán bộ xã Trung đấu giá 23 lô đất trị giá 30 tỷ gây xôn xao cõi mạng, không ngờ người này lại là em trai của ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, làm cán bộ mà lắm tiền nhiều của thế này, bảo sao nhiều người bỏ ra cả núi xin chạy chức chạy quyền để làm cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, dư luận gần đây đang dậy sóng về việc một cán bộ xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An trúng đấu giá hai ba lô đất ở trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Mới đây, công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh tổ chức đấu giá đất công khai tại xã Quỳnh Hương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, gồm 56 lô đất ở khu vực Đồng Quan, xóm 5, tổng trị giá khởi điểm lên đến gần 60 tỷ đồng. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, giá trị của 56 lô đất ở vượt lên hơn 85 tỷ đồng. Đáng chú ý trong tổng 56 lô đất đấu giá thành công, ông Nguyễn Văn Trọng, chú xã Quỳnh Hưng, hiện là công chức kế toán xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, trúng 23 lô đất với tổng trị giá lên tới 30 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Văn Trọng là em trai ruột của ông Nguyễn Văn Quý, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu Nghệ An, người ký duyệt giá đất của 56 lô đất nêu trên. Hủy kết quả trong đấu giá 23 lô đất. Chiều qua trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Trọng, cán bộ xã Quỳnh Bá xác nhận là người trúng đấu giá 23 lô đất ở xã Quỳnh Lưu như phản ánh. Ông Trọng chia sẻ, tại buổi đấu giá đất công khai tại Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hưng, ông có tham gia và trúng đấu giá 23 lô đất. Tuy nhiên mới đây, ông nhận được thông báo vi phạm quy định trong đấu giá nên bị hủy kết quả. Khi nhận thông báo, mình đến mua hồ sơ nộp tiền cọc nhưng không đọc các quy định đấu giá. Phiên đấu giá thành công, ít lâu sau thì nhận được thông báo hủy kết quả, ông Trọng thông tin. Ông Trọng còn cho biết, để trúng toàn bộ hai ba lô đất, bình quân mỗi lô ông phải bỏ số tiền cao hơn giá khởi điểm từ 300 đến 800 triệu đồng. Cụ thể bình quân mỗi lô đất có diện tích 200 m2, nếu giá khởi điểm là 1,3 tỷ đồng thì ông đấu giá lên 1,8 tỷ đồng. Tôi có đứa cháu làm doanh nghiệp muốn mua toàn bộ khu đất, hai vợ chồng bị ốm không về được nên nhờ tôi đứng tên mua các lô đất trên. Nếu ủy quyền thì chỉ được tham gia đấu giá một lô nên tôi đã đứng tên đấu giá toàn bộ hai ba lô đất, ông Trọng nói. Cũng theo ông Trọng, việc ông bỏ giá cao là để lấy nguyên một khu đất trọn vẹn hơn 4.000 m2, mục đích của việc đấu giá lấy cả khu đất lớn này là để làm kinh doanh. Khi lộ ra thì tôi mới biết là người nhà không được tham gia đấu giá, nếu biết từ đầu thì tôi đã không tham gia. Đến nay khi có thông báo hủy kết quả, tiền cọc công ty đấu giá hứa sẽ trả vào đầu tuần, vị này chia sẻ. Chia sẻ với phóng viên ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu cho biết, ông Nguyễn Văn Trọng sinh năm 1971, hiện là công chức kế toán, làm việc tại Ủy ban nhân dân xã được khoảng 10 năm. Mới đây, thông tin về việc ông Nguyễn Văn Trọng chung đấu giá hai ba lô đất với giá trị hàng chục tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ. Một nguồn tin cho biết, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức họp sau khi phát hiện vi phạm trong đấu giá đất ở tại xã Quỳnh Hưng. Đến nay, huyện này ra thông báo hủy kết quả đấu giá 23 lô đất nêu trên. Vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo.